Mùa hè năm nay được nhận định là khá dị thường khi mà giữa tháng 5 vẫn có đợt không khí lạnh. Những ngày gần đây, các tỉnh thành phía Bắc liên tục đón nhận hình thái thời tiết cực đoan, ban ngày nắng nóng, ngày lại mưa dông rất to. Sự thất thường của thời tiết đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là người có sẵn những bệnh lý nền. Những ngày gần đây, chân của bà Hợi đau nhức liên tục khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Hôm nào thời tiết bất thường, phần đầu gối lại sưng. Đáng nói, tình trạng này bà chưa từng gặp trước đó. Chỉ một tháng trở lại đây thì xuất hiện và ngày càng nặng. Nó sưng gối lên, cái tự sưng nó to lên. Thời tiết nó càng mưa nắng thất thường, thì nó lại càng cái thời tiết năm nay nó lại khắc nghiệt đấy. Thế cho nên nó lại càng đau hơn. Cô thấy nó là rất là mỏi mệt và đi lại khó khăn. Còn bệnh nhân này vốn đã có tiền sử tăng huyết áp và phải uống thuốc điều trị hàng ngày. Sau một thời gian thuyên giảm, gần đây những đợt nắng nóng kèm theo mưa lớn bất thường đã khiến tình trạng bệnh của ông trở nặng, huyết áp tăng cao. Tháng mùa hè nó có những cái dị thường nên là huyết áp nó cũng tăng giảm đột ngột, nhiều cái đột ngột mà ngoài ra nó cần phát sinh thêm một số các bệnh khác về tim, về cơ, rồi về phổi, nhiều cái bệnh khác nó kế phát, nó phát sinh thêm. Các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, chỉ tính riêng tại khoa khám bệnh B, mỗi ngày tiếp nhận từ 400 đến 500 bệnh nhân tới khám. So với cùng kỳ năm 2020, tăng khoảng 20%, so với cùng kỳ năm 2021, tăng tới 50%. Nhiều người nhập viện có tình trạng nặng, nhất là ở những bệnh nhân có bệnh lý nền. Chúng ta sẽ hay gặp ví dụ như cơn hen phế quản này, rồi bệnh lý của tức là những cái cơn khó thở của bệnh nhân COPD, tức là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đấy, hoặc là viêm họng, viêm đường hô hấp trên. Nếu còn bởi vì tăng huyết áp, về co thắt mạch máu não, cho nên là thì thường là có những cơn thiếu máu não thoáng qua, hoặc là do tăng huyết áp thì là có thể là cơn tăng huyết áp, rồi đột quỵ đấy. Thế thì nói chung là những cái bệnh đấy thường xảy ra ở trong cái giai đoạn. Dự báo thời gian tới, hình thái thời tiết ngày nắng nóng, đêm mưa dông diện rộng tiếp tục diễn ra. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo những người cao tuổi cần chú ý theo dõi sức khỏe. Các cụ vẫn phải tập thể dục thường xuyên, nhưng mà phải phù hợp theo cái điều kiện sức khỏe của mình. Có thể sử dụng điều hòa, nhưng mà ở cái để ở cái nhiệt độ cho nó phù hợp, nó không quá thấp so với cả môi trường. Rồi đồng thời là phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ, tự theo dõi huyết áp. Ngoài ra, nếu thấy người già có các hiện tượng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt không đỡ, sốt, huyết áp tăng, thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế sớm nhất để được thăm khám và điều trị.